Xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Tư Khải TV. Ủa Tư ơi, nè anh Tư quay clip gì mà dẫn tụi em ra cái ao với anh Tư? Giờ 12 giờ trưa đó anh Tư ơi. Bắt tụi em gì? Kinh bá dàn giá rồi mấy tấm bèn hả anh Tư? Anh Tư làm clip gì anh Tư? Trời ơi, tao không nhận, không biết sao mà anh Tư chọn 12 giờ trưa quay clip không bé ơi. Trời ơi, dạo này tụi bay học hành quá trời luôn á. Thì bởi vậy thời gian rảnh lúc nào quay lúc đó thôi mày ơi. Trời mấy anh à, tối ngày học thêm mà ở nhà ha, mình tự học á, mình biết mới hay chứ. Này gọi là mua chữ chứ không phải là học thêm đâu. Ủa mấy anh ơi, nay em phát cái mặt con cách lạ không? Con cách gì mày? Nè, nhìn nè. Nhìn như chú kêu vừa nè. Sao nhìn địch không mang thì quần rộng, mang nhìn địch đi mang dây chuối phát. Trời ơi, anh Hiệp ơi, thời này phong cách dữ lắm, bởi vậy đeo dây chuối nè còn hay hơn đeo nhìn địch nữa. Không phải. Trời ơi, đời. Trời ơi, dây chuối còn cứng hơn nhìn địch nữa đó. Trời ơi, dữ hả? Ở xì tay thật là lọc lẹ chứ, chúng không phải làm đâu rồi. Thì bây giờ là quay lại vấn đề chính nha. Ngày hôm nay là anh Tư bảo đảm, anh Tư làm clip này bảo đảm mấy đứa thật là vui luôn. Hả? Vui hả anh Tư? Mấy đứa muốn biết không? Muốn biết rồi. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ chơi cắm trại sinh tồn nha các bạn. Ủa sao vậy? Cắm trại sinh tồn sao không che vô vậy? Cắm trại sinh tồn anh Tư? Đúng rồi. Trời ơi, em tưởng vui anh Tư ra nãy cắm trại. Em tưởng cắm trại là được đi ăn ngon ở liều hay là được ăn mấy món ngon không? Ai về cắm trại sinh tồn thấy chỉ sinh tồn thấy quá anh Tư ơi. Cái đó là cắm trại là mình bốc thăm là sao thôi, ăn uống. Còn giờ mấy anh em mình là hôm nay các bạn yêu cầu mấy anh em mình cắm trại sinh tồn rất là nhiều luôn. Cho nên ngày hôm nay tôi sẽ thử thách đầu tay là mấy anh em mình sẽ cắm trại sinh tồn trước đi. Rồi muốn ăn uống thì cái clip sau, được không? Ok, được cái gì. Nhưng mà lần này thì mình chơi khác nha các bạn. Các bạn thấy không? Ở đây mình có dàn giáo nè. Và cây dán các kiểu để chi mấy đứa biết không? Chị anh Tư. Chị dạ. Dạ không biết hả? Không. Thì ngày hôm nay anh Tư sẽ cho mấy đứa bốc thăm cắm trại làm nhà trên cao và dưới đất. Trên cao dưới đất. Đúng rồi. Anh Tư không biết hả? Em thợ hộ tương lai nè, em xây ở đây hen. Anh biệt thự cho anh Tư coi. Học ráng ra trường nghe, làm kiến trúc sư cho khéo nghe, để xây nhà ta ngã nửa chừng đó. Thôi thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng dàn giáo này bắt cái nhà một tầng nha các bạn. Hai tầng đi, nghĩa là cái bạn nào bắt lên cao sẽ lên một tầng, hai tầng tùy ý. Còn cái đội dưới đất thì nói chung là ở ké thôi. Nghĩa là cái đội trên nó xây nhà sẵn mình ngồi dưới thôi. Trời, cái này không được rồi chơi. Đội trên có Hiệp nè, Hiệp chỉ ra địch xuống là không chịu nổi luôn á. Ủa, mày vậy? Thôi, thì mấy đứa dở quá ở trên thì chúng ta cũng phải làm khung nè. Rồi giạc này kia các kiểu che bít chứ làm sao mà để chống được, rồi sợ người ta địch xuống. Đúng hiểu không? Đúng rồi, ok. Thôi thì hả? Từ giờ mình làm nhà 2 tầng đâu phải không? Mốt làm cầu có cha 4 tầng luôn rồi. Trời. Ôi mày đẩy xuống xuống đầu kìa. Đưa ý kiến về tàu lao bắt đầu không à. Thôi quay lại về chính nè, bây giờ không để bạn chờ lâu nữa. Bây giờ tôi nói về đi. Ở trong đây có 3 lá thăm ở dưới đất. Còn 2 lá thăm ở trên thôi, tại vì ở trên đó mình sẽ cần cái độ nặng nó nhẹ hơn, ở dưới đất thì nó nặng hơn được, hiểu không? Cho nên ở dưới cần 3 đứa. Ở đây 6 người mà. 6 đâu 6? Từ nó là 6. Kìa, ai đứng kia mày kìa. Thôi 5 đứa được rồi. Ok, 2 5 đứa anh. Rồi, bây giờ lại bốc dưới đây. Được. Rồi bốc dưới đây, lật ra cho bạn coi cái, tờ này tờ gì đây. Nhưng mà lại tờ. Lật ra. Rồi, đất rồi. Đất rồi. Rồi. Dưới đất. Dưới đất, ok. Rồi còn ai? Cho Hiệp tờ đi. Đi. 25. Giá dưới đất. Ủa dưới đất 3 người là hả? Dưới đất 3 người. Dưới đất khỏe hơn bờ. Rồi xong. Cao chứ. Thôi ước chị Vinh. Yeah. Dưới đất. Rồi. Chắc cô bò dưới đất luôn quá. Nha cô bò lên trên. Trời ơi, giấy đồng bò dưới đất hen, trung đội hay bay đi chứ lên trên hen đang hại lắm bé ơi. Ok, hy vọng là cô bò sẽ được dưới đất chơi yên ổn cô bò ơi. Dưới đất. Wow. Như vậy là chắc chúng ta không cần bốc thăm nữa các bạn ơi. Hai thanh niên sẽ ở trên cao. Mình với Pha Ke trên cao với các bạn. Yeah. Trời ơi, chiếc này ha, Pha Ke với thằng Bằng các bạn ơi. Làm nhà mình ở ké hơi bị im rồi. Trời ơi, mày chờ đợi Hiệp tao hay sẽ có những cú địch từ trên cao lướt xuống. Gì mày? Rồi. Tao sẽ chuyển lên chơi tụi mày. Nhưng mà quan trọng là mấy đứa phải kiếm đồ ăn nha. Thì nói chung kiếm đồ ăn sẽ tự kiếm đồ ăn và sẽ nấu nướng. Tự nấu nướng tôi sẽ cung cấp. Rồi bây giờ mấy đứa bốc tao mấy đứa làm nhà đi. Ok mọi người, thì giờ mình sẽ tới công đoạn là làm nha bạn. Mình ở dưới đất mình sẽ làm trước nha. Rồi hai bé làm đi bé ơi. Ủa anh không làm anh Hiệp? Trời, anh là đội trưởng mà. Mình là đội trưởng rồi. Chuyện xong. Để mình tới đâu mồm. Ok rồi, làm đi mấy em. Ok. Giờ hai đứa mình sẽ ghi hàng giáo cho chồng nha các bạn. Ok. Ủa anh Hiệp rồi, bỏ đâu anh Hiệp? Kinh thẳng mồm phát rồi. Ok. Ok. Ôi, ôi, ôi. Phan. Hả? Ủa mày làm gì bậy? Kinh luôn nè. Bậy bậy rồi. Nói gì cũng tin nữa trời. Cứ hỏi gì khào chứ phét. Kinh á thì kinh lại đây nè. Nay mở dưới đất mà. Trời ơi mới xong. Nói đẹp đẹp á. Rồi. Có cái lỗ rồi để làm biết luôn. Đó. Đó. Ok mọi người, xong một hồi nè mình lót mấy dán này cho nó không bị lún nha bạn. Giờ mình đã lót xong rồi nha bạn. Trời, chén quá.
Sếp. Giúp tôi được không? Giúp tôi được không? Rồi, dạ hai quay đi làm đi, tao đi cắt cho chú. Làm gì anh Hẹp? Ủa vào quay dọn đi. Chắc nó chó nè. À, ba chuối, ba chuối. Anh em mình đã làm rồi, ngồi thôi. À, ok, ok. Thì sau một hồi á thì đội hiệp sĩ đó khiêng cái dàn giáo lại nha bạn. Tiếp theo mình sẽ gác cái mâm trên đây, rồi xem mình sẽ chồng thêm một cái dàn giáo nữa, rồi xong mình sẽ làm cái nóc ở chân cái dàn giáo luôn nha bạn. Ok, bắt tay vô làm thôi. À, có chuyện phụ nơi anh, có chuyện. Ok. Rồi. Đây là. Rồi xin lỗi anh em, bộ đây mà. Phụ có tao phụ đâu. Phụ có cái phụ. Ghê hả? Đó một cái nha bạn. Wow. Ờ à, đúng quá mát luôn. Wow. Rồi bạn đứng ở đây quá im luôn mày. Cao mà còn mát nữa, quá đã luôn. Giờ gần hãm mới tới rồi rồi bỏ cái giáo kia lên là ok. Phan, bây giờ tư nghiên cứu vậy là mấy đứa ơi. Sao dạ? Bây giờ là mấy đứa đầu tiên là mấy đứa phải làm cái này nó xong phải không? À. Rồi ở đây là mấy đứa phải dựng một cặp dàn giáo nữa. Đúng rồi. Còn mấy đứa phải lót một cái dạ thảm ngồi dưới. Đúng rồi, chứ không ngồi. Mấy đứa phải dựng giá vòng. Chị. Rồi đặng mấy anh em mình mới có chỗ ở. Đúng không? Ủa anh Tư bò ai mà anh Tư ở đây ở? Thì Tư chỉ có ý vậy thôi. Hiểu không? Ok. Ê bà kia ơi. Như vậy? Tôi thấy nãy giờ cha tao bí giống như tao mày định làm nha, đâu gì hay nữa không? Đúng rồi, đúng. Thấy đứa đó có gì vậy? Bắt đầu chơi. Bây giờ mình sẽ chặt tao cái dừa này để cho trống nha bạn. Đó, sắp rớt rồi nha bạn. Yeah, yeah, yeah. Đó, cho đó. Yeah. Quỷ thì tè đó kìa. Thì mấy ngày dàn giáo này á, thì bác mình có làm xây dựng nha bạn, thì rất là nhiều dàn giáo luôn. Còn bạn nào mà thấy CD này hay á, bạn ủng hộ nhiều á thì bạn có thể comment ở dưới, mình có thể làm 5-6-7 tuần luôn nha bạn, có thể là 10 tuần luôn á. Nói chung là nhiều dàn giáo để làm á. Đó bây giờ mình bưng lên thêm. Ơi liệu làm đến 10 tuần được mày? Được chứ mày. Trời ơi chứ tới 2 tuần thấy hơi bị cao lắm mày ơi. Trời ơi mày xài đồ cao dở mày ơi. Lên tiếp tầng nữa nè. Ok mày. Thì giờ mình với mấy này sẽ làm cái đồ đẹp hai bên tường nha bạn. Giờ sẽ đập cho giáo xuống nha các bạn. Dạ dạ. Ôi 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 ôi. Ôi ôi. Rồi bạn ơi, thì cái khung dàn giáo đã gắn xong rồi, giờ mình sẽ đi chặt cây để mình dựng cái mái nhà lại, dựng xung quanh nha các bạn. Đi lại đó bạn ơi. Mày có nơi đó, hai thằng đi làm mày. Thì giờ mình chặt nó, mình chuyện đi, tao làm cho. Ừ. Thôi mày có nơi đó. Ok, xuống làm luôn đâu. Ok bạn ơi, thì sau một hồi á, thì kiến trúc sư hiệp sĩ đã thiết kế ra được giờ mình chặt hai mấy cái tờ dừa luôn rồi, mình chẻ đôi ra xong mình sẽ nẹp nó vô cái này nha bạn. Đó mình làm vách luôn rồi, khá là mát luôn rồi. Mình là đội trưởng nên mình sẽ review nhà mình nha các bạn. Đó thì đây là cái mái nhà do đội của Fake nó làm cái sàn, mình lấy mình tái chế làm cái mái nha các bạn. Đó đây là mấy cái vách nữa rồi, mình tấn lá chuối rồi bạn, khá là đẹp với khá là mát mẻ nha các bạn. Cái này không sợ mưa gió đâu rồi. Đó và đây là không gian anh em mình chừa ra để câu cá kiếm ăn nha các bạn, quá đẹp luôn rồi. Không biết trên chợ làm sao chứ mình về là quá ok những nhà luôn mọi người. Ok giờ mình sẽ review anh Tư đánh cho mình những món đồ các bạn, cung cấp mình những gì. Đầu tiên là cái bếp ga để mình nấu ăn nha các bạn, chảo nè, dầu ăn nè, rồi nó mất ngọt đó rồi ơi, chén đũa dĩa rồi những cái vật phẩm để mình ăn uống mọi người, để qua ngày nha. Ủa nè ơi, em thắc mắc là sao cho em cho thức uống không cho đồ ăn nè. Trời Phát ơi, đã nói là sinh tồn mà, cho đồ ăn đâu gọi là sinh tồn nó Phát. Mình phải tự kiếm ăn chứ Phát. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu câu cá nha các bạn. Và đây cái điện thoại anh Tư mọi người. Nay mình sẽ sử dụng câu máy đứng nha các bạn. Đó, còn Phát kể thì dùng câu đài, bo, câu máy ngang nha các bạn. Thì sau một hồi anh em mình cũng đã làm xong cái nhà tầng 2 của mình nha các bạn. Thì dưới là của hiệp sĩ nha, thì mình sẽ review sơ cho bạn xem nha. Đó, thì đây là một cái đồ để nép bên nhà này bạn ơi. Đó mình nép chỉ có phần nửa thôi, phần nửa để gió thổi gió mát nha các bạn. Tại vì mình ở trên cao mình lợi thế là gió thổi nha các bạn. Còn sau này á thì mình nép hết luôn nha, tại vì để chống mưa các bạn, để mưa đừng có giọt, anh em mình mới ngủ được nha các bạn. Đó thì bên đây cũng vậy thôi bạn ơi.
Thì anh em hôm nay để mình review đồ coi dao mình phát nha, cái gì nha bạn. Thì trước hết mình thấy là hai chai C2 nè mọi người. Mình biết là cha mình thấy mình làm cực quá nên cho hai chai C2 uống cho nó mát đó các bạn. Đó thì tất nhiên tay mình ăn ớt nó giỏi nên là cho chai ớt nữa nè. Rồi cái này là lò nướng, nó chảo dầu rồi các kiểu thôi bạn ơi. Thì cũng đơn giản là vậy thôi. Bây giờ anh em mình sẽ kiếm đồ ăn ăn nha các bạn. Đó bây giờ mình với Phaki sẽ câu. Đi câu cá. Ủa bạn ở trên cao không biết có cá dính không mày? Trời ơi mày yên tâm đi em, mình chỉ cần ngồi đây mình thấy cá đâu mình câu ngay đó là dính liền mày ơi. Ê đợi tao câu trước nha bay. Có nẹp mày, tao câu trước mày ơi. Thôi đổi nó câu giờ tới mình câu nha bạn. Ủa thức ăn đâu rồi? Vậy có gục thức ăn ba chiếc mặt. Ôi có thể là bảo thì chứ. Ôi sức mạnh phải dẻo quá nhờ bàn tay của tao không á. Thôi vậy cảm ơn nghe, giờ mình kiếm đồ ăn luôn mấy bạn ơi. Nói giờ mình câu nha. Ok thì đang cọc lưỡi cọc phao nha mấy bạn. Đội mình thì trên cao lại thế lắm mọi người, mình thấy cái chỗ nào mình qua ngay đó luôn à. Ủa rồi thấy dữ chưa, nãy giờ tao mấy con nào luôn mày ơi. Thôi giỡn thôi chứ sao thấy được mày. Ok mình sẽ quăng cần nha bạn, ở trên cao này chắc chắn mình sẽ quăng xa hơn dưới rồi. Đang coi nè, tụi nó câu gom đóng này đây mình quăng nó luôn, quăng lúc đẳng luôn. Thôi rẻ cả, cua qua rẻ cả bạn ơi. Cụ phao ảo mai Honda chứ. Cụ phao là bằng cụ bít. Các bạn thấy không, cảnh hàng gió thổi chiêu chiêu các kiểu rồi bạn ơi. Bạn nhìn xung quanh nè, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, quá đã luôn rồi. Hữu tình đó hả? Hữu tình luôn á. Lần đầu tiên anh em mình ngồi trên cao câu cá, hy vọng sẽ dính nha các bạn. Và loại cá của mình rẻ bạn ơi. Ô là ổng cần mình cá rẻ bạn ơi. Đó cục phao đó các bạn. Đó của mình đang rẻ. Thôi vậy thì mình về. Trời ơi. Rồi chuyện giật xảy luôn rồi. Đồ. Quá đã. Ờ thấy mày câu có lý này, gánh tèn em bò. Ờ hôm nay em gánh cho. Đúng mày bạn ơi. Đúng rồi. Đúng đúng đúng. Đồ hay vậy? Mọi chuyện với Hiệp nói chung hả? Rồi bắt tay luôn. Thôi tao tạo dạng nha mày. Nó cũng không được bự đó mày, nó cũng vô giòn nè. Vô giòn được. Thôi con này nó mập. Nó đâu dài dài không trời. Ok. Cá nha các bạn. Mình thấy nó tội nghiệp quá con ơi. Nhưng mà thôi. Đói mà. Nóc bụng luôn. Bỏ nó đi cho kẹo bị tắt kìa. Tráng quá. Nhìn lỗi cá này kìa. Thôi chứ mình thả thôi. Tội nghiệp đó. Anh tắt thiệt á. Thôi chứ. Ngu. Ê Phaki sao nãy giờ tao mày câu dính gì chưa Phaki? Ai biết đâu mày, tại nãy giờ tao ngồi đây tao quăng còn nữa mà không được tới mà kia nữa. Kìa. Ê, đồ mới nói xong, mới nói xong. Bắt luôn, không tha gì hết trơn. Nói chung mà anh em mình đói rồi, đói quá bạn ơi. Tối nay giờ chiên giòn ăn cũng hơi bị ngon bạn ơi. Ê, đừng mở. Kê lấy đồ cần. Ê, dính lại bạn ơi. Kê lấy đồ cần. Gà. Dĩ mãi. Ôi, mình thấy nó bật luôn á. Rồi nó ăn hết trùng luôn rồi. Ăn đó kia, ăn đó dính rồi đó. Kìa. Lên. Rồi. Giờ tới đợi mình dính lại bạn ơi, quá trời luôn rồi. Em nha bạn. Đâu bay á, dính cho nhiều ăn cho no đi, thả bơm cho húi nha. Tao là không đồng tình cái vụ đó rồi đó. Ờ thấy đợi anh hai con đủ ăn rồi. Trời ơi, hai con sao đủ ăn được phát, càng nhiều càng tốt thôi. Bay đáng câu nghe chứ nhịn đói là không có được đâu đó. Rồi, tại anh nhân từ hải con cá mỏ méo chi vòng, chút nữa không có đồ ăn nè. Tại nhìn nó tội nghiệp lắm mày ơi. Lỡ ở dưới nó bị có mấy con cá là tấn công làm sao. Mình có lòng thương chứ không. Rồi, lòng thương nữa, anh không câu dính là, em câu dính là khỏi cho anh ăn luôn á. Giả thôi, có ta đâu bó. Không chứ giả rồi, mấy nãy câu động cát rồi. Ủa, sao nó chảy vậy? Trời, đói quá. Còn trên nước à, chắc mình lấy mình uống luôn bạn ơi. Ê, cái pháo đi gì kìa. Từ. Lo là giùm. Lo là giùm nhau. Ây. Gì xả bôn chứ hẹp. Trời. Vậy nó có cảm giác chứ mày. Cô ăn xé bãi giùm tao đi. Oh yeah. Lên hàng nha cả nhà. Chắc bằng, dính rồi bạn. Yeah. Một em đó nha bạn. Rồi bạn thải ngay động luôn vậy ta. Ha ha. Yeah. Được ba con nha bạn, đủ ăn rồi bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ phải coi thêm bạn ơi. Mà Phaki ơi. Này. Nó nghe nè, bây giờ anh em mình á là làm sáng giờ mệt phải không? Ừ. Bây giờ anh em mình rất là thiếu dinh dưỡng phải không? Ừ. Bây giờ mình phải đi hái rau thêm. Gửi với lại mày đi rồi tao ở nhà tao câu cá cho. Tao câu cá khi dính nhiều con hai cần canh giùm cần mày luôn à. Rồi, với lại có gì tao xin mấy con này dưới đây nữa. Ok. Ok ha. Okay. Ok. Ok đi. Ok dễ dụ lắm bạn ơi. Nói gì vậy? Có gì đâu, nói mày tốt bụng.
Thì ok bạn ơi, thấy đồ mình ăn bằng câu cá đủ ăn rồi, giờ mình kiếm rau muống nha các bạn. Thì bạn ơi, sau hồi mình hái được như rau nha, giờ mình sẽ làm cái món đầu tiên là món rau muống xào tỏi nha các bạn. Mình sẽ bắt chảo lên. Ok, sao mày không để tao câu cá nhiều nhiều đi, chứ rau này sao đủ ăn phải kìa. Trời ơi, hôm nay đồ mình quan trọng là dinh dưỡng thôi, cá thì từ từ để sao mày. Ok, về mặn rau đi. Mặn rau gì không nổi. Thì nấu rau đi. Mấy lá chuối này anh em lót lót sạch để mình nấu ăn, mà hồi mình sẽ dục hết nha các bạn. Chứ nãy giờ câu cá rồi thức ăn đổ ở đây cũng dơ dơ hết rồi. Nhìn làm gì nè? Bằng. Gì mày? Là sao làm chứ mày đập hen. Ba cái tan hen nó rớt cái mặt nó không rồi bây ơi. Đập nhẹ thôi ơi. Thôi. Vô nha bạn, coi nè. Để cái tỏi vàng cái này tính tiếp. Mà. Hiệp ơi, còn mày bo với phá đầu Hiệp. Hái rau rồi. Hái rau hả? Ừ. Nhưng mày làm đãi giờ không có hái rau tụi nó đây. Tao ngồi đây tao câu cá thư giãn nè ơi, tao là tao chỉ huy mà. Vậy hả? Đúng rồi. Hiệp đãi rồi, Hiệp chỉ huy rồi. Rồi giờ sẽ bỏ rau vô nha các bạn. Dính 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 dính. Ôi. Các bạn ơi, nhỏ nó thì chứ nhỏ lớn mình rất thích ăn rau muống xào tỏi luôn nè. Bây giờ phi mới phi lên nghe một hôm là mình muốn ăn luôn rồi. Sao mày? Tắt lửa hả? Đúng vậy. Rồi. Đó, khai chịu nghe anh em. Dễ đẹp. Xuống đó kìa. Còn cái gì? Đây là cái gì của mình các bạn. Đây là miếng đường, miếng bột ngọt, với lại nước mắm đó các bạn ơi. Ủa mày ơi, chế vô vậy được không mày? Bình thường tôi nhớ đâu chế vô đâu. Được mày ơi. Mày chế thử đi. Cái chừng hỏi mặn chứ mặn chứ mặn lè cả nha. Được, yên tâm. Đường nào cứ rã cho mà, cái này rã thôi, cái đường nào chạy được á. Dạ, hỏi ngon nè bạn ơi. Đó, món đầu tiên nghe các bạn. Ôi, đã kìa. Còn như nước để hồi chiên luôn kìa. Đâu nước chế ra, chiên có dầu vô. Rồi, vừa được rồi. Ngập cái mặt nó, ngập cái mặt nó được. Bà kia viên khéo ngon là thôi. Bà ơi. Trời ơi coi. Nguyễn chở đi hồi lùi luôn kìa. Đã đâu có trong dính đâu à. A few moments later. Sau một hồi pha kem chế biến thì anh em mình cũng đã ra hai món này nha các bạn. Đó nhìn khá ngon luôn rồi. Bây giờ anh em mình sẽ khai vị luôn nha. Đó bạn thấy cho mình đầu tư không? Lúc nào cũng mua chai tương ớt mới hết các bạn ơi. Lúc nào anh Tư Khải đầu tư. Đó bây giờ anh em mình khai vị ăn thôi bạn ơi. Ok xịt tương ớt ra ba kia. Khai chai nước nè anh em mình cũng không uống luôn nha các bạn. Đợi tới ăn mới uống nha. Lắm. Ok. Rồi. Quốc thôi bạn ơi. Quang thôi. Thôi bây giờ mình thấy này thiện quá mình ăn này trước nha bạn. Này rau muống xào tỏi, nước mắm. Đó mời bạn nha, mình ăn thử coi sao nha. Sao? Nó lẹ. Vừa, ngon á. Vậy sao nãy nó mặn đó? Trời ơi, người tướng mặn không à. Thử các bạn ơi. Các bạn nha. Ngon. Ngon bạn ơi. Ủa mà ba con cá này sao chia ta? Thì nào con dính nó ăn thôi, nào dính nhiều nhất thì nó ăn. Thì tao dính hai con ăn hai con, mày ăn con ha. Thôi thằng ăn con rưỡi. Vậy không chịu bạn ơi. Thôi mình ăn luôn bạn ơi, bạn nhìn coi pha ke chiên cá nè. Mình tưởng dở vậy giòn tới xương luôn bạn ơi. Đó mời bạn nha. Cá nha bạn. Đó tương ớt nè. Mời bạn nha. Rồi giòn đảo đảo luôn trời. Mời bạn miếng cá chiên giòn rồi nha. Phải dọn kìa. Quá thơm rồi. Bạn coi nè, anh em mình vừa ăn mà vừa có cảnh đẹp nữa. Gió ở yên hiu. Ngon quá ta. Mấy miếng nữa mới được. Mời bạn nha. Ăn cải thương nha các bạn. Ngon. Mà khoan phải kìa ơi. Rồi. Ta mày còn quên thứ. Quên gì? Anh em mình khui nước cụng ly đi nha. Ngày thành công quá. Ok. Ok. C2 mà bài đặt cũng cũng nhé bạn. Vô. Vô. Đây mời bạn nha. Thôi mát à. Quá đã không? Quá đã rồi. Thì cảm giác mà anh em mình vừa trên ca vừa sinh tồn mà vừa ăn ngon vậy thì quá đã luôn bạn ơi. Nói chung anh em mình hôm nay dính cũng không nhiều hôn ngay nhưng mà như vậy đã đủ dinh dưỡng rồi bạn ơi. Đó mời bạn nha.
Mà mình nghĩ mình với Phải Ke ăn hết mấy cái này với ra muốn này đủ no bạn ơi, quá trời luôn hả. Ok ơi, thì ăn quả mình đây nha bạn. Đó thì cũng được bon bon thôi, được hai con cá trê với hai cá phi nha bạn. Ok mình sẽ sắc tỏi nha bạn, mình xào rau muống trước nha, rồi mình chiên cá sao rồi giờ mình sẽ bỏ dầu hép. Ok mình làm gì bò đây rõ này được rồi, em sẽ bỏ dầu nha bạn. Bỏ nhiều không hẹp? Nhiều nhiều à, ok cũng nhiều nhiều nữa nữa rồi 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 ok rồi để vào sau đây có em canh sau. Ok thì dầu nữa bạn ơi, bạn thấy không đó, sôi nè, tỏi rồi nó cũng thơm thơm vàng vàng, giờ mình sẽ bỏ rau muống nha các bạn. Trời ơi à, các bạn ơi, anh em mình ăn no rồi hết trơn, giận Hiệp mới làm, đúng là chậm thì chứ Hiệp chậm như người. Trời ơi, mày ơi, giờ mày ăn xong á, giờ tới tao làm á, mày thấy mày thèm, hiểu không? Thì đội mình nói chung là ăn uống no sai rồi bạn ơi, không có thèm gì nữa trơn á. Bây giờ anh em mình tắm rửa để nghỉ ngơi nha bạn. Đó trên đây lầu 2 nhảy xuống nha bạn. Đi bạn. Nhảy xuống chết đi cha. Trời sẽ sập nhà quá. Rồi, giờ nó cùng luôn. Đã kìa. Giờ mình biểu diễn cho bạn xem nha. Cá heo cá heo chuối nước. Ok bạn ơi, đi xem hỏi bạn thấy không? Ôi trời ơi, trời ơi, sao mà hồi gì kỳ vậy hả? Trời ơi, trời ơi. Gì ra quá là thơm bạn ơi. Ơi đúng là rau muống xào thổi, xào tỏi trong truyền thống đó, trong truyền thuyết. Thèm rất lẹo luôn á ơi. Ok giờ mình sẽ rửa chảo sạch sẽ, mình chiên cá lụm ơi bác ơi. Ừ, chảo nóng quá. Nóng. Ơi trời ơi. Ơi. Ơi, góp tao bạn. Rồi. Nóng. Ngu hả? Ừ. Gì vô xuống đây? Vô đại đây. Vô đây. Ơi, chị em. Ơi. À. Trời ơi. Sao mày độn chiếc này? No cơm luôn rồi. Thì hồi mình đưa cho bạn rửa chảo giùm mấy bạn. Đó, thì giờ mình sẽ tới lượng chiên cá nha các bạn. Wow. Lụm nha các bạn. Rồi. Cá này trơn với là 1, 2, 3. Một đống kiến luôn. Ok mọi người, thì sau một hồi anh em mình chế biến thì ra được món rau muống xào tỏi, cá chiên, tương ớt. Ok giờ anh em mình đầu tiên là cũng trước các bạn ơi. Okay. Cũng xe 2 rồi. Ha boy. Ok anh em. Đã, sao cứng vậy hả? Quay như vậy hả? 1, 2, 3. Vô. Yeah, nhà dưới đất nha bạn. Ăn cũng khá ngon rồi. Ờ bữa bạn uống nha. Mà bạn uống nha. Rồi. Ăn cá. Thầy ơi, em ăn trước nha bạn. Mà ăn miếng rau muống này, coi anh Hiệp xào ngon không? Bữa bạn nha. Nhảy giật đuối. Mời bạn miếng cá nha bạn. Chiên giòn lên xưa ăn cùng cụm luôn rồi. Mời bạn ăn này rau muống, rau muống xào. Ôi bạn, tôi nhảy giật đuối nha. Nhảy giật đuối, nhảy giật. Miếng cá. Thôi mấy giá mọi người, mấy giá, mấy giá. Ê, rớt luôn rồi. Khoai, khoai, ghê rớt. Cúng mà già trước rồi. Thôi đi các bạn ơi, nói chứ hai ngày hôm nay đói bụng, hai anh Hiệp làm gì cũng ngon mọi người. Anh nuôi mà, chịu thôi mọi người. Nói chứ mình thì thích nấu ăn lắm rồi. Mấy món này thì đơn giản.
Trời quá phê đúng rồi, quá no luôn rồi. Thì qua clip này á, các bạn thấy hay á, cho mình một like với một đăng ký để mình có động lực mình làm nhiều clip nữa nha các bạn. Rồi quá no luôn, nói chuyện không nổi luôn rồi. Đó thì các bạn ủng hộ anh em mình á, thì anh em mình sẽ gán quay thường xuyên nha, tại vì không gà anh em mình đó bạn ơi, vô kỳ thi, vô bắt đầu vô học rồi các bạn, chứ phải thi thì bắt đầu vô học thì học thêm nhiều lắm ơi, lớp 10 mà mình phải học nhiều lắm, nhiều môn nữa, nên là mình cũng phải chia thời gian đi quay nha các bạn. Đó thì các bạn ủng hộ thì mình sẽ gán mình quay nhiều nhiều nha, làm cái này đó bạn ơi, khủng hơn nữa bạn ơi, 10 tuần luôn. Ok vậy thì bye bye nha các bạn, nha các bạn. Mày ra vậy cũng. Mày ra vậy cũng. Mày ra vậy cũng. Mày ra vậy cũng.